Cái điều tiêu cực nhất mà em từng nghĩ tới là em sẽ chết. Tuổi thơ em không có tình cảm và em thậm chí là bị ghét bỏ đủ thứ á, cho đến khi em gặp anh Vinh thì hầu như thế giới của em tất cả mọi thiếu thốn thì anh Vinh đều bù đắp ngay chỗ đó. Bây giờ cho Trấn Thành hỏi một câu cực kỳ chân thành là trong khán phòng này ai trước đây đã từng ghét Thủy Tiên, xin mời giơ tay. Có một thời gian là em nghĩ là cả thế giới này ghét mình và mình cảm thấy không sống nổi. Và thậm chí là có những lúc scandal mệt mỏi quá thì em viết bài hát mà em vừa viết em vừa khóc á. Nước mắt nó rớt ướt cả cái cuốn tập như vậy nè. Bây giờ em nhìn lại em thời điểm đó thì em mới công nhận là em sai. Chứ ngay cả thời điểm đó em không biết em sai từ đâu. Lúc đó mình vội vàng quá khi mình phát ngôn bất cứ cái gì. Cho nên là khi mà trải qua những cái đó rồi á, người ta sẽ có hai cách để đối diện. Một là người ta sẽ thù hận cả thế giới. Và hai là người ta sẽ rất là thương cho những cái người khi mà họ nhìn thấy cái người đó đang ở trong cái bão scandal của họ. Và giống như mình. Giống như mình, nghĩa là mình cảm thấy rất là thương họ. Lúc đó em trở thành con người thế nào? Con người số 1 hay con người số 2? Không, em chưa bao giờ trở thành con người số 1 cả. Chưa tiêu cực? Chưa bao giờ, em chỉ tiêu cực với bản thân em thôi. Những cái gì tiêu cực nhất mà em đã từng nghĩ tới là gì? Cái điều tiêu cực nhất mà em từng nghĩ tới là em sẽ chết. Vì có một lần em đi ra sau á thì em đi lén lén rồi em nghe cậu em nói với ngoại là không có cho nó ở đây được nữa, tại vì nó ở đây nó lây vi khuẩn. Từ đó trở về sau em đều có một cái thói xấu là luôn nghĩ người ta đang nói xấu mình. Thì em buộc phải đi, tại vì mẹ em cũng không còn sức để chăm em được. Thực ra đi thì em sợ lắm, em cũng năn nỉ là đừng cho con đi. Thôi mẹ cho con ở nhà đi, con chùi toilet con cũng chịu nữa. Nhưng mà con chỉ muốn được ở gần mẹ thôi. Mẹ em nói là con ơi, bây giờ mẹ không có khả năng chăm sóc cho con. Mẹ hứa là bây giờ con đi qua bên đó đi, mỗi cuối tuần thứ bảy á, chủ nhật là mẹ sẽ qua thăm con một lần. Ráng. Thì em nghe lời mẹ em đi. Mà đi qua bên đó thì hình như là 2 tháng, tuần này hết tới tuần nọ, tuần kia. Nghĩa là cũng có một số người gửi qua thì người ta được cha mẹ đón về, nhưng mà em ở đó luôn. Lúc đó em nghĩ về điều gì khi mà mình ở đó luôn? Em nghĩ là em muốn chết. Tại vì lúc đó em bị đánh nhiều lắm, đánh mỗi ngày rồi còn nhiều cái chuyện kinh khủng nữa. Nhưng mà em nghĩ nếu như bây giờ em chết ở đây thì chắc cũng không ai biết, tại vì đâu có ai qua thăm đâu. Đó, em có viết lên bàn ngay cái chỗ em học á, một cái chữ là hận. Em khắc lên trên bàn á. Hận cả thế giới luôn. Nghĩa là mình cảm thấy là mình giống như là một cái đứa không bà con thân thích, mà không có cha không mẹ, mà em sống trong nỗi sợ hãi là lỡ mà mình chịch chút là bị đau lôi ra đánh. Mà đánh hồi xưa đánh dữ lắm, cầm nguyên cái roi mà đánh. Nhưng mà mỗi lần mà em nói em kể á là em bị đánh như vậy không ai tin hết á. Mà nếu như mà có thì nói là tại con lì quá người ta đánh con. Em phải trải qua cái điều đó trong khoảng thời gian bao lâu? Cũng phải gần 1 năm trời. Sau đó là có một lần em chịu không nổi em về em xin. Em có nói trong bụng em á là nếu như mà mẹ em không tin em thì chắc em sẽ bỏ đi luôn. Thế là mẹ em mới vuốt tóc, mà lúc đó thì tóc em cứ lù xù lòa xòa vậy nè. Cái mẹ vuốt lên thì mẹ thấy cái tay em mủ với máu không à. Tại vì bà mà giận lên á, bà sẽ bấm, mà móng tay bà dài lắm, bấm sâu vô như vậy nè, máu nó ra rồi bắt đầu nó làm mủ, rồi vết mới vết cũ nó chi chít ở trên đây nè. Cái mẹ em mới mở lên, mẹ em mới hết hồn, mẹ em bắt đầu mới tin. Thì mẹ em hứa nó thôi ráng nữa đi, khoảng 1 tuần nữa là mẹ em qua đón con về. Thì may là nếu mà không thấy dấu vết thì chắc chết rồi, chắc bỏ đi rồi. Có một thời điểm em có
chia sẻ một cái câu chuyện về việc tuổi thơ của em khó khăn như thế nào, thậm chí có chia sẻ cái câu chuyện bị lạm dụng thuở bé. Thì lúc mà em chia sẻ thì em nghĩ một cái điều đơn giản thôi, đó là mình đã từng trải qua chuyện đó và người lớn họ không có tin mình, thì mình chỉ mong góp một cái sức nhỏ để nhiều người khi mà đọc được cái câu chuyện này họ sẽ tin tưởng vào con cái của họ. Khi mà lên mạng á, trực tiếp đó, nó thành ầm ầm câu chuyện lên, có rất là nhiều lời ra vào không hay, và người ta cũng nói là tại sao lại nói những cái câu chuyện này ra không có tốt. Sau đó mẹ chồng em gọi điện thoại, mẹ chồng em nói: con dâu hôm nay có khỏe không? Ở đây nhà anh đi hàng xóm người ta đôn đại con nhiều lắm, nói là con bị xâm hại từ bé, nói chi mà ác rửa. Mẹ có nói với mọi người là nó là cái người đáng thương và đáng bảo vệ, tại sao lại nói nó, trách thì phải trách những cái đứa khác chứ tại sao lại nói con. Number one. Hôm nay là Trấn Thành phải nói cô là đồ mẹ chồng óp đồ dìa. Có nói thật với cô là cuộc sống mà có những phụ huynh như cô, con cái sẽ không bao giờ bị lẻ loi. Em thấy là ông trời á rất là công bằng. Khi mà lấy đi của mình cái gì thì sẽ trả lại cho mình một cái tốt đẹp hơn. Tuổi thơ em không có tình cảm và em thậm chí là bị ghét bỏ đủ thứ á, cho đến khi em gặp anh Vinh. Thì hầu như thế giới của em, tất cả mọi thiếu thốn thì anh Vinh đều bù đắp ngay chỗ đó. Không bao giờ để cho em buồn, thậm chí là có thể hy sinh tất cả mọi thứ về em. Nói chung là anh cảm ơn em nhiều lắm. Em là một cô bé rất là thật thà và rất là dám sống thật với lại cái quá khứ của mình. Em không có lẩn tránh nó. Tôi không biết xã hội ngoài kia suy nghĩ gì về Thủy Tiên, nhưng khi tôi tiếp xúc với Thủy Tiên, riêng với Trấn Thành thôi, thưa quý vị, đây là người phụ nữ đàng hoàng, tử tế, dũng cảm và đầy tình thương. Mày hạnh phúc.